chưa thấy được nhiều. Thay mặt bộ đội thi công thì tôi chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh, lực lượng kiểm lâm đã tạo điều kiện đỡ để có được thi công, được gắn bó với lực lượng kiểm lâm cũng như lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh. Bộ đội thi công được thành lập ngày 3/6/1985 do võ sư Võ Thế Phong, nguyên huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia xi đan tại SEA Games 18/22. Võ sư Cương 18/18 võ trưởng của Việt Nam làm chủ nhiệm. Trải qua 2 năm, võ đường Thế Phong đã gắn bó, đã đào tạo được hàng vạn võ sĩ, trong đó có nhiều nhà vô địch thế giới. Đặc biệt, võ đường Thế Phong được gắn bó với Học viện An ninh Nhân dân, lực lượng kiểm lâm, và đặc biệt là lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh. Và đây là quà thứ ba, không biết nói gì hơn thì chúc toàn thể vị lãnh đạo, toàn thể học viên một chào sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.